Và ngày hôm nay là ngày gì ha Tiến? Đã có hôm nay là ngày hạ chí nha mọi người. Là một ngày cực kỳ đặc biệt thì như truyền thông hôm nay mọi người cũng đã biết rồi ha. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi sẽ tiếp tục là những cái điều cực kỳ hot đến từ nhà Roto. Và ngày hôm nay thì em là Cúc và đây là anh Tiến, hai người sẽ đồng hành cùng với tất cả mọi người trong Tiên Lai ngày hôm nay. Giảm hết nha mọi người nha. Đúng rồi, tranh thủ đi chợ đầu like nha mọi người, đi chợ đầu like nha. Tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay của nhà tụi mình sẽ có những cái chương trình giảm đến 50% với những cái sản phẩm của nhà Roto Mentor trong Việt Nam. Các bạn đang quan tâm về bất kỳ sản phẩm nào ở ngay tại đầu like luôn, các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận để có gì Cúc cũng như là Tiến sẽ hỗ trợ tư vấn từng sản phẩm đến với mọi người, đúng được không ạ? Mọi người còn băn khoăn, còn cân nhắc nhưng mà ngày hôm nay những hàng tụi em là ra luôn cái loại 30 viên cho những muốn thử nghiệm. Ok không? Được không? Ok anh ạ, cái này là mã bao nhiêu nha? Mã 13 và 14. 13 và 14 nha cả nhà nha. Đây là phụ 60 viên, còn 14 là phụ 30 viên. Đấy, đây là cái phiên bản mới của kem Beta này nha cả nhà ơi. Em uống ha. Và trung bình là nếu như mà các chị em nào mà uống trong cái giai đoạn mà muốn làm trắng cấp tốc thì một ngày có thể cân nhắc dùng 2 viên một ngày. Nhưng mà ở nếu như mà duy trì để cho giữ cho cái làn da của mình mịn màng á thì các anh chị có thể sử dụng 1 viên một ngày là ok ha mọi người ha. Sản phẩm thì nó sẽ bổ sung những cái thành phần như là glutathione, thì với cái thành phần đó nó tăng gấp 100 lần so với lại vitamin C và cũng như là nó hỗ trợ làm cho cái hỗ trợ bảo vệ gan cho các anh chị rất là tốt, vì glutathione là một trong những cái thành phần mà gan mình tự sản xuất được, nhưng mà qua thời gian nó giống như là HA, nó giống như là collagen, nó giống như là elastin, thì đó nó cũng sẽ giảm dần theo thời gian, bởi vì mình cũng phải cần bổ sung những cái sản phẩm này vô. Và em có một cái bí mật này, có một bí cho chị em nha, có nghĩa là nếu như mà nếu như mà đó giờ chị em tranh thủ đang gọi là vật vã với cái quá trình làm trắng da bằng cái việc là mình bôi kem ở ngoài từ năm này qua tháng nào mình vẫn không bật được tông nào hết, thì mọi người hãy chuyển qua uống giúp em, là mình vừa uống mình vừa bôi, là trong uống ngoài bôi. Trong nhà tụi mình Agnes vừa ra luôn một cái sản phẩm mới luôn dành riêng cho những bạn nào mà muốn vừa điều trị mụn nhưng mà da quá nhạy cảm thì có luôn cho mọi người. Sản phẩm đó là Agnes Gentle Wash với BHA BHA nha, 1% và pH trong khoảng là 5.5 là pH ổn định ha. Sản phẩm này sẽ chuyên dành cho những bạn nào mà gặp vấn đề mụn nhưng mà da quá nhạy cảm. Ok mọi người, ngồi tiếp ghim lên thì nha. Cái này là bạn nào da thuộc kiểu cực kỳ nhạy cảm và kiểu sử dụng rất là nhiều những cái dòng rồi mà sử dụng là auto là mặt sẽ bị đỏ, bị kích ứng thì sử dụng cái này cho em ha. Tại vì cái độ pH của các bạn này nó cũng chỉ dao động từ 5.5 đến 6.5, đi làm kiểu nhẹ nhàng tự nhiên tương mai để đi ra ngoài